Rồi, mời em gái. Rồi, tới rồi đó cực. Rồi. Rồi, hai bạn tháo mặt nạ được rồi nha. Chào hai bạn. Bây giờ mình đã ngồi vào vị trí rồi ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho nhau nghe. Nói lớn, nói rõ lên để đối phương có thể nghe được những thông tin cá nhân của mình. Rồi, mời em trai. Dạ, em chào chị Tường, chào bạn nữ bên... Bên kia trái tim. Bên kia trái tim. Và chào mọi người cùng xem chương trình. Em là Trần Bình Hải, hôm nay em 25 tuổi, là nhân viên ngân hàng. Quê em ở Bình Dương, hiện em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy? Dạ, em ở quận 10. Ở quận 10, em gái. Chào chị Cát Tường, chào bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Hồng. Nguyễn Thị Hồng. Năm nay 27 tuổi, em hiện tại là nhân viên bán hàng qua mạng online. Bán cho mình hay là đi làm cho bán người ta đấy. À, đi bán cho người ta. Rồi, mình ở đâu? Dạ, em làm tại bên Hóc Môn, chị còn ở quận 12. Ở quận 12, vậy cũng gần. Quê em ở đâu? Em ở Bình Định, nhưng mà hiện tại thì ba mẹ thì ở dưới Lâm Đồng. À, em ở trọ? Dạ, học ở nhà. Ở nhà? Dạ. Ở nhà ở với ai? Thì anh chị em trong đó. Dạ, tới năm anh chị em là đã vào trong này rồi, còn ba mẹ thì ở ngoài Lâm Đồng. Dạ, đúng rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em thì nhiệt tình, hòa đồng, luôn năng nổ trong công việc. Biết nấu ăn hay là chơi mấy môn thể thao thì mỗi cái em đều biết một chút chút. Thể thao, thí dụ như môn gì nè? Bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn. Chơi thể thao vậy đấy hả? Biết, em biết chơi nhưng mà chút chút. À, chút chút. Dạ, chứ không có giỏi. Rồi, vậy còn điểm yếu? Em chắc tính ra chắc nhiều điểm yếu. Đâu, nói cái gì mà nó yếu nhất á. Như là nhậu yếu nè. Nhậu yếu? Ờ, hát không hay, em cũng ghi nhận là một cái là điểm yếu của em. Nhậu yếu tốt chứ mắc mớ gì đâu, gọi là khuyết điểm. Trời ơi, khuyết điểm á chị, nhiều khi em nhậu vô em làm gì đó mới là khuyết điểm, chứ còn mà nhậu mà yếu thì có gì đâu khuyết điểm. Em nhậu vô em ngủ không à, cứ nhậu vô là buồn ngủ. Có tật xấu gì nữa không? Nhậu vô á, thường là ngủ thì thường là sẽ quên đi, giống như mà tắm hay vệ sinh cá nhân á, cứ nhậu vô là buồn ngủ qua ngày mai mới. Rồi mai vậy có tắm không? Có chứ chị, không đi làm không có, lên xếp đuổi. Có nghĩa tối đó ví dụ mà nhậu về là lăn ra ngủ luôn, chứ không có rỉnh răng rửa mặt tắm rửa thay đồ thay đạc gì hết. Dạ đúng rồi. Để nguyên con vậy là đi ngủ luôn đó. Dạ đúng rồi. Có vợ đi nhậu về thì nguyên con là xuống đất ngủ nha cưng. Trời, mai mốt mà em có vợ là em bớt nhậu liền. Ờ, vậy tốt. Vậy còn em gái thì sao nè, điểm mạnh, điểm yếu của mình? Điểm mạnh em vui vẻ, hòa đồng, trong công việc thì rất là nhiệt tình. Còn điểm yếu thì hơi nóng tính, đang ngủ chẳng hạn. Nếu ai mà đánh thức em là hay quạo lắm. Rồi em quạo em làm gì người ta? Thì chửi. Rồi đó coi, chửi sao? Chửi, mới giờ này mà kêu rồi lạc ồn lên. Ngủ hơi xấu máu một chút xíu, xấu tính một xíu. Còn gì nữa không? Nhiều lúc thì xiên lắm, nhưng mà nhiều lúc mà trợ chứng lên hay làm biến lắm. Kiểu mà nóng tính lên là dễ nổi khùng lắm. Biến tắm nhóm bên đây hả? À, không có, tắm thì bình thường ngày tắm 2-3 lần lắm. Chứ làm biến gì? Làm việc nhà chẳng hạn. Về tình trường thì hai đứa thì sao? Em sao? Em thì hồi nào giờ em chưa quen ai luôn. 25 tuổi giờ chưa quen ai luôn? Dạ, chưa mạnh tình, chắc dai. Có ai để ý em không? Có em để ý người ta thì có, nhưng có mà... em để ý người ta. Dạ. Em để ý là kiểu để ý sơ sơ hay là thích thích thôi? Dạ thích thích thôi. Có cái nào mà thích sâu đậm về mà phải mất ăn mất ngủ? Dạ chưa chị ơi. Có thích con trai không? Trai thì sao thích, thích bạn gái. Có nghĩa là thấy bạn gái là vẫn có thích. Dạ. Đẹp là phải thích chứ. Đẹp là phải thích, nhưng mà cũng không có mãnh liệt, chỉ thích sương sương à. Dạ. Có kỳ vậy ta. Với lại mà chắc là do là em xấu nên đâu có ai mà thích em đâu. Vậy là đó giờ rồi, nắm tay ai chưa? Có. Quen ai nắm tay? Trời ơi, đi chơi kéo co, đi hoạt động phong trào đoàn. Có hung ai chưa? Hồi bé em có hung mẹ em, chắc là có. Nó hung bạn gái chứ hung mẹ nó làm chi trời. Dạ hung bạn gái thì chưa. Cái suy nghĩ là biết chưa rồi. Chưa. Vậy là còn nguyên. Dạ đúng rồi. Còn ý nguyên. Dạ đúng rồi. Chưa bóc tem. Dạ, chưa đụng phụ nữ. Trời ơi. Rồi thí dụ người ta đụng mình cho không? Tùy chứ chị, nếu mà... Tại chứ đụng bình thường giống như chị đụng em hay mấy bạn đụng em thì vẫn là bình thường. Không, chuyện trai gái mà cứ chị em với mẹ con như thế hoài thì khổ ghê. Sao? Cho không? Cái tùy trường hợp chứ chị. Tùy gì nữa, bạn gái đụng mà cũng phải tùy nữa hả? Lỡ mà tự nhiên cái chị mà không thích người ta, chị không có tình cảm với người ta, chị đụng mất công khổ người ta. Chị thì con trai có lẽ giống như em ví dụ nha thì không sao. Còn như người ta phụ nữ nhiều khi mình đặt cho người ta mối hy vọng vậy. Cái đùng cái mình dập tắt người ta cảm thấy tội lắm. Trời đạo đức ghê luôn. Dạ. Con gái người ta thích mình người ta mới đụng mình. Người ta đụng mình thì người ta có chơi có chịu, ai đổ thừa ai bắt ông làm gì đâu mà chưa gì ông sợ rồi. Chịu mà, trách nhiệm. Nhưng mà em không có tình cảm, em sợ làm ta sợ người ta tổn thương. Có nghĩa dù ế nhưng mà phải con gái nào cũng phải đụng mình là cũng phải mình phải thích mình mới cho đụng, đúng không? Đúng không? Mình suy nghĩ nữa, chẳng cái gì mà dân chơi mà cứ suy nghĩ hoài hèn chi ế. Bây giờ đụng cho không? Bạn gái, giờ... bạn gái đụng cho không? Bây giờ đụng cho chứ. Cho chứ, à, bữa nay ta cười nè. Nghe ảnh, tình trường của ảnh chưa có gì trơn, trơ lơ trụi lụi trống trơn, em thấy sao? Em cũng thế mà. Hả? Em cũng vậy mà. Em cũng vậy luôn. Dạ đúng rồi. Rồi bản thân em có thích ai không? Có được yêu đương phương ai không?
Có. Có. Đó, người ta hơn mình, người ta ít ra cũng có yêu đơn phương nè. Thích 3 năm lận đó chị. 3 năm? Em có tỏ tình cho người ta biết không? À, tại em người sao? Kiểu hay nhút nhát một chút. Cảm giác yêu đơn phương như thế nào? Em nói cho bên đây người ta nghe chứ, bên đây người ta học hỏi nè. Thấy bạn nam đó mà nói chuyện với con gái khác á, chung cũng không thích. Tối trong người ha, lồng lộn mình ha. Nói chung là mặt không có vui rồi đó. Vui. Hay tìm cớ kiểu là để tiếp cận người ta. Thích bạn đó từ lớp 10 đến 12 chị. Mà cái bạn đó có biết em thích bạn đó không? Em cũng không biết. Trời. Em nghĩ là chắc không biết, nhưng mà chắc người ta không thích, người ta không có. 3 năm trời cũng chung thủy lắm nha. Gặp dù đơn phương 3 năm là mối tình rất chung thủy. Chung thủy. Ủa vậy rồi có nắm tay chưa? Chưa. Vậy là hôn cũng chưa hôn luôn. Dạ không. Lấy thôi. Bạn trai hôn cho không? Dạ xin được. Dạ được. Người ta không suy nghĩ. Người ta bạn trai hôn cho không? Dạ được, không suy nghĩ. Còn ai kia? Là hồi lúc thôi, lúc em mới suy nghĩ. Lúc cái gì? Hồi nãy tôi đang hỏi tức thì đây, ông đừng có tráo trở. Thiệt tình luôn á, em mong muốn kiếm một người bạn trai như thế nào? Cao khoảng 1m65. Cao nhiều? Dạ, 75. Gì nữa? Biết quan tâm, chăm sóc gia đình. Tính tình thì vui vẻ, có công việc thì ổn định, có nghĩa là có thể kiếm ra tiền đó. Ổn định công việc phải không? Làm ngân hàng phải không? Làm khâu nào chổng? Dạ, bên hỗ trợ kinh doanh, chỗ tư vấn khách hàng, tài chính hàng cá nhân vậy. Đã ế mà đừng nói không quan tâm chăm sóc bạn gái nữa là thua luôn nha. Có gì vậy? Cần cù bù đẹp trai được không? Dạ được. Ngoại hình đi em. Nói chung là gọn gàng là được rồi chứ. Tóc tai. Đừng có tóc dài, đừng có nhuộm, nếu mà không nhuộm là tốt nhất. Tóc ít chút xíu được không? Miễn cưỡng được, đừng hả? Miễn đừng để hói. Đừng dùng từ hói, người ta không có thích. Trắng cao chứ không đừng dùng từ hói nha. Tóc đen mượt bóng, hơi cao cao xíu thôi được không? Được. Rồi còn em, mẫu người bạn gái của em sao? Dễ nhìn chút, dễ nhìn là theo mắt thẩm mỹ của em đi. Dễ nhìn là sao? Mắt em sáng thì em nhìn dễ thôi chứ. Ngoại hình thì cũng từ 1m50 trở lên được. Là được. Tóc tai, mắt mũi miệng, quần áo, phong cách. Tóc mà đừng có nhộm màu đỏ chót hay mà đồ màu vàng quá. Nãy giờ theo chị miêu tả cho em hình dung ra bạn trai bên này như thế nào? Chắc hơi có khó tính không ta? Khó tính không hả? Em nghe kiểu thôi. Ghê thiệt, nói chuyện qua cửa trái tim mà biết bên đây khó tính luôn. Mà em đoán ngoại hình của anh á. Ngoại hình hả? Nghĩ chắc cũng dễ nhìn á. Mắt mũi miệng. Cái đó khó quá. Đố em mà đang mặc đồ gì? Áo sơ mi quần tây. Trời hay dữ. Em đoán mình bạn gái mới khó nè. Dạ. Đoán cổ đi. Tóc dài hay tóc ngắn? Theo mà em nghĩ thì chắc là ngang ngang đây nè chị. Cổ đang mặc đồ gì? Thì mặc cái đầm. Cái đầm? Cái đầm như thế nào? Kín đáo, hở hang, cổ điển, hiện đại. Chắc cũng kín đáo quá chị. Cũng kín đáo. Dạ. Mập ốm cao thấp như thế nào? Theo em nghĩ chắc bạn đó cũng cỡ 1m58 hay 1m6 chị. Nãy sao em đòi có 1m50 vậy, em lên tới 1m6 dữ vậy? Nhưng mà em nghĩ về bạn đó. Mẫu của em là 1m50 nhưng mà em nghĩ dạ. Bạn này 1m6. Dạ. Cái cơ sở nào mà em nghĩ người ta 1m6? Thì bạn đó nghĩ là em phải từ 1m6 trở lên thì em nghĩ như vậy. À, suy đoán rồi gì nữa? Vừa chứ không có mập đâu chị. Số đo 3 vòng. Số đo 3 vòng hả? Tính. Rồi về số đo 3 vòng em đưa gì ra vậy, em làm gì vậy? Dạ. Em làm gì vậy? Em tính là giống như là một mét sáu đồ là bao nhiêu đó. Em tính đại đi, trời, ngân hàng phải có con số chứ. Chắc cũng 80 hay 60 hay 90 gì đó. Trời ơi, cao 1m6, 80, 60, 90. Và xin giới thiệu với quý vị màn trình diễn thời trang của Hoa Hậu. Dạ. Mở cửa để tìm ra một cái, nhìn nhau cái là phát biểu cảm nghĩ liền nha. Dạ. Ok. Em đợi nãy giờ. Đợi nãy giờ luôn hả? Mở cửa trái tim. Các bạn, đây, nay tới chương trình có món quà tặng bạn. Cảm ơn, mình cũng có món quà nhỏ nhỏ tặng bạn. Dạ rồi, cảm ơn. Anh tặng em, nói lại đi. Nay đến với chương trình thì anh cũng có cái món quà. Cây này là nó là cây may mắn. Thì anh hy vọng là giống như tặng nó cho em, giống như sẽ mang may mắn nhiều đến cho em. Em tặng quà gì cho ảnh vậy em? À, con gấu bông. Cái này mình có thể trên điện dạ. Trên móc khóa. Nhớ nha, hãy nhìn thấy gấu nhìn như nhìn thấy em. Ừ, nó rồi đó. Đúng luôn á nhỉ. Giống luôn á hả? Đúng luôn. Rồi sao bây giờ cảm nhận đầu tiên hai bạn khi nhìn thấy nhau là như thế nào nè? Mời em trai. Cảm nhận thì cũng gần như em suy đoán là vậy. Nhưng vậy mà hả? Gặp bạn đó thì giống như vừa nhìn đầu tiên á, thì nhìn là thấy bạn đó giống trẻ là người hiền hậu. 80, 60, 90 không em? Chưa có thấy. 80, 60, 90. Trời ơi, vậy mà còn chưa thấy nữa. Vậy đã thấy rồi. Chưa. Còn em sao? Cảm nhận của em khi mà lần đầu tiên nhìn thấy Hải thì em thấy như thế nào? Lúc nãy em nói chắc hơi khó tính. Sao mà mới gặp của người ta chưa có nói năng, nói tặng quà không mà người ta nói mình khó tính. Bây giờ cái trách nhiệm của em làm sao em phải xóa bỏ cái tư tưởng đó trong đầu của cổ. Làm được không? Dạ được chứ chị. 1 phút 30 giây được không? 3 phút đi, có nhiều thời gian tâm sự nói chuyện được. Bây
giờ Tường sẽ mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Võ Hậu Food. Vừa ăn mình vừa tâm sự với nhau 3 phút, đúng không? 3 phút. Phải làm sao cổ không thấy em khó tính nữa mới được nha. Bây giờ chị Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức trời ơi, một bàn đồ ăn ngon quá trời ngon luôn nè. Xíu mại bào ngư nè, bánh xếp nước phi cá nhân sâm nè, bánh thiên nga khoai môn đen, bánh trứng nướng bồ đào nha, mì đùi vịt quay. Ây cha, nhìn thôi là hấp dẫn rồi. Đói bụng quá, chị Tường cũng đi vô kiếm đồ ăn ăn đây. Hai bạn vừa ăn uống vừa trò chuyện vừa tâm sự với nhau nha. Yeah. Nhớ đừng có ham ăn mà quên cái nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả của mình. 3 phút nữa chị Tường quay trở lại đó nha. Nha. Lâu xíu cũng được hả? Rồi mời hai bạn. Mời em ăn chưa? À, mời. Em làm ở đâu? À, với Hóc Môn. Công việc của em làm giờ giấc đồ ra làm sao? Sáng khoảng 10 giờ. Sáng 10 giờ làm tới mấy giờ? Em ăn chưa đi? Dạ. Tối hả? Khoảng tùy hôm á, 8 giờ đến 9 giờ. Thì anh hy vọng vào cái mối quan hệ này, nhưng mà nếu mà xong chương trình này á, nếu mà có khi nào mà em rảnh á thì cho nó khoảng thời gian. Bình thường em hay về quê không? Có, nói chung là năm về cũng 2-3 lần. Anh có gia trưởng không? Không, mới tiếp xúc em nghĩ là nó hơi khó tính. Tại do mà mình ế từ bé tới giờ đó. Cái mình thấy mà giống như những người bạn của mình, những người bạn của mình là sao mà giống như lớn lên cái rồi ai cũng có cặp có đôi, mà tự nhiên cái có những người mà ta quen nhau cái đùng cái rồi người ta chia tay, hay có những người ta cưới nhau về người ta chia tay. Mình không có tin đúng không? Cái rồi xong cái mình cũng đặt dấu hỏi tại sao người ta lại chia tay như vậy. Cái lúc đó cái mua sách tâm lý rồi cái đi học về tâm lý. Học về tâm lý nên cái gì cái người ta cứ nghĩ là mình khó vậy mà không có. Ví dụ như sau này em với anh có thể tới được công việc nhà, ví dụ có con cái thì sao? Anh có phụ không? Phụ chứ em, tại bình thường ở nhà mà đa phần là anh làm công việc nhà không mà. À, là nhà anh bên quận 10 luôn hả? Nhà ở bên Bình Dương á. À, anh chỉ làm trên đây thôi. Đúng rồi, lên trên đây đi làm rồi ở trọ ở trên đây. Thường là ở nhà hay ở trên đây đa phần phải làm việc nhà. Biết làm mà từ lúc mà đi ở đợ đó. Hồi đó mà đi học á, xa với lại có mấy đứa bạn thân. Mẹ bạn đó bị khớp, còn bạn đó thì cũng học đại học ở xa. Cái mình tới mình phụ nhà, từ đó biết nấu ăn cái gì việc nhà. Nấu ngon không? Ăn thì được rồi. Chắc cũng được, chứ lại tùy mà cảm nhận của em thôi. Là làm con hè tính toán nhiều rồi có tính toán không vậy? Trời ơi, bây giờ thì mình chưa có gia đình, mình làm ra được tiền thì mình vẫn sẽ xài, nhưng mà mình xài mình sẽ có một cái khoản gì đó mình đãi cho nhiều khi mình ốm đau bệnh tật thôi. Còn giống như mà khi mà mai mốt mà có gia đình thì đa phần là mình sẽ lo cho gia đình mình nhiều hơn, đâu phải là cứ mà cái gì mình cũng tính toán như vậy. À, vậy thì được. Tại sợ con trai mà tính toán nhiều sợ lắm. Mới 25 mình cũng đâu có ế. Buồn lắm em ơi. Nhắc tới không ế vậy, nhiều khi mà mình nghĩ mình cũng đang còn trẻ, ra ngoài đường mà thấy tự nhiên cái bạn bè cái người ta cái chở nhau đi chơi lễ Tết 14-2 Noel vậy đó, nhiều khi không dám ra đường luôn. Tủi thân đúng không? Đúng rồi, có lúc mà rớm nước mắt luôn kìa. Điều gì? Mà do khó tính quá hay sao không có ai vậy? Làm gì có. Trong ngân hàng nhiều nữ lắm đó chú. Ai cũng nghĩ như vậy á. Khi mà mình vô mà ngân hàng không có ai nghĩ là mình ế. Tại mọi người kêu là nhìn mày cũng hơi xấu thôi chứ không có nổi xấu lắm. Cũng có công ăn việc làm ổn định đi. Tao mà ngân hàng gái nhiều vậy mà mày không quen được ai. Những người người ta vô đa phần người ta, một là người ta có người yêu, hai là người ta có gia đình rồi. Còn cái trường hợp còn lại đó thì người ta giống như không thích mình, hay người ta đặt cho người ta một cái tiêu chí là giống như là phải đẹp trai, nhà giàu, đại loại như vậy đó. Đi làm mà đủ điều kiện nuôi bản thân mình là được rồi. Thường làm như vậy á, lễ Tết đồ mình có được nghỉ được rảnh hay gì thứ bảy chủ nhật gì không? Vẫn là nói chung là làm cho vẫn nghỉ theo bình thường. Cũng được chị. Mình cũng được. Tôi đâu biết gì đâu. Vụ gì đang hẹn hò phải không? Nói chung là lễ Tết được nghỉ bình thường. Đang hẹn mà đó giống như mà cuối tuần á rảnh được đi chơi. Mà định đưa người ta đi chơi đâu? Em với mấy anh chị chỗ phòng kinh doanh chỗ bên phòng em á thì dự định là đi Nha Trang chơi. Đi Nha Trang chơi. Bạn gái mới gặp chưa gì rủ đi chơi xa rồi, thiệt luôn á. Rồi bây giờ nè, cho bóc bài nè. Tôi test bạn vài cái thôi. Chứ giờ 25 tuổi mà miệng cũng dẻo nè ha. Bây giờ mời bạn nữ bóc trước nha. Mình đọc lớn lên. Anh có thể cõng hoặc bế em đi 5 phòng không? Được có chị. Được không em? Trời ơi, cơ hội, cơ hội. Cái này được. Thử men của em luôn, thử dạ. Sức khỏe nè. Thử được sự va chạm. Ủa chứ giờ chừng nào được nữa rồi. Rồi mời em qua bên đây. Rồi 5 vòng xung quanh đây. Là để cho leo lên lưng em vậy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bế nổi không? Bế nổi không? Dạ. Bế vậy nè. Nhiều ký vậy. Cái cổng người ta bằng hai chân ta ra hơi tội người ta. Người ta phụ nữ mà em bấm khép lại vậy nè. Vậy đúng không? Đúng rồi. Trời ơi đó. Số đo 3 vòng. Đó. Rồi cho không được, không được. Bỏ xuống, bỏ xuống. Được vậy. Không được. Cổng đi, cổng. Vậy cổng đúng không? Cổng đi. Vậy nó hờ quá. Lâu lâu xíu cũng được không? Ừ, 10 vòng cũng được. Sổ, khoan, em chưa có nhắc lên. Ừ trời ơi.
hai sửa lại 10 vòng đi chị. Một vòng, trời ơi, thấy thương tâm ghê. Cộng thế gì mà thiệt nào nặng. Không bao nhiêu ký vậy? Hai vòng. 76 okay. 76 hả? Nè, chào. Nào, ba nào giờ vòng được cổng. Người ta đáng lẽ người ta phải hai cái chân ra lên vậy nó gọn hơn. Trời ơi. Cái gì chị ơi? Thả xui chi tội nghiệp nhỏ được ghê được vậy. Rồi, bốn vòng. Một vòng nữa đi cưng. Bấu vô rồi có 10 ngón tay vô đùi luôn nè. Trời em tính xác lên như vậy nhưng mà rồi, 5 vòng. Sao em? Ảnh khỏe không em? Khỏe. Đủ sức đưa em đi hết đoạn đường này không em? Có đó. Có hả? Cảm giác em sao? Đầu tiên á là nghe đọc cái đó rồi bắt đầu khoái. Khoái. Cái rồi sắp tim nó đập mạnh. Nó đập mạnh một phần đó là do mệt. Hồi nãy con kêu 10 vòng được đúng không? Phần nữa. Không phải, tại vì cái thế em không có cho người ta cái thế. Tại thường cổng là mình phải hít lên cao rồi nữa mới nhẹ. Tại em xuôi hai chân xuống vậy cho nên là người ta nặng là đúng rồi. Cái này thì không phải binh bằng nam. Phần do mà giống như kiểu mà lần đầu tiên mà ba chạm được ẩm người gái sướng hả? Giác mà giống như nó đừng rần nó nóng. Đưa tay bắt mạch coi, cái mạch ổn định không? Bạch ghê thiệt. Bài nào có một lá bài đọc lớn lên. Tật xấu nhất khi ngủ của em là gì? Gác người á. Sướng nữa. Nghe cô nói gì không? Gác lên người ngủ thì không, nói chung nó vậy hồi ôm, trước đúng như gối ôm mà nay thì đỡ hơn là có gối ôm thì gác lên gối ôm thì đó mà mai mốt thí dụ ngủ không có gối ôm là gác lên người là người nào thì người yêu hay người ngủ chung mà biết khi nào mới được ngủ chung không? Cũng chưa biết nữa chị. Theo em thì khi nào là hai người mới được ngủ chung? Khi mà giống như quen nhau hay người yêu rồi xác định mà giống như mà tiến tới xa hơn về hôn nhân để khi mà bắt đầu mối quan hệ vậy đó thì mình nghĩ là sẽ được ngủ. Cưới nhau mới được ngủ chung. Nhiều khi mà giống như mà em lên trên chỗ mà trên chỗ bạn đó chơi rồi giống như mà tối giống như mà không chỗ nhiều khi chỗ nhà bạn đó xa rồi xong rồi em ngủ ở ngay chỗ nhà mà chung nhà mà chị. Ủa, ngủ chung nhà mắc mớ gì người ta ơi, ta gác em mắc gì người ta ôm em. Cũng không được. Vậy là phải chung phòng đúng không? Đúng rồi, chung phòng mới chung giường mới gác nhau được chứ đúng không em? Chị nào mới ngủ chung, chị nào mới gác nhau được. Khi nào bạn đó cho rồi gác. Thí dụ bây giờ bắt đầu mối quan hệ cảm thấy hợp nhau thì bao giờ tiến tới hôn nhân? Em thì giờ kinh tế thì kêu cũng ổn định thì cũng bình thường, công ăn việc làm cũng có. Tuổi thì nhỏ thì không nhỏ mà lớn thì cũng chẳng lớn. Giờ khoảng tầm giống như do bạn nữ thì 1-2 năm hay gì đó. Nhưng mà em đã sẵn sàng mọi thứ để tiến tới hôn nhân chưa? Chuẩn bị mấy năm nay rồi. À, chuẩn bị mấy năm nay rồi. Dạ. Em gái thì sao, mình có yêu cầu gì phía bạn trai không? Miễn sao là bạn trai có thể đi làm, tạo đủ điều kiện cho hai vợ chồng sống là được rồi. Thì tốt rồi. Có nhà cửa thì càng tốt không sao. Hiện giờ là em đang ở với ai vậy? Em bây giờ đang ở với bạn em. Là ở nhà, nhà trọ. Dạ. Có kế hoạch bao nhiêu năm nữa thì mình có thể là an cư lạc nghiệp hay không? Em dự định giống như 1-2 năm nữa thì giống như sẽ xin chuyển về chỗ ngay khúc mà gần nhà em ở trên chỗ Bình Dương đó. Ừ. Khi mà chỗ đó mở chi nhánh phòng giao dịch đó thì về đó nhà cửa hay gì mọi thứ thì vẫn sẽ ổn định hơn như đây. Về kinh tế hay mức sống này kia. Có nghĩa là định sau này là sẽ lập nghiệp ở Bình Dương. Dạ. Bây giờ một cơ hội nữa dành cho em nè. Chị là chị kết em lắm rồi đó. Em có thể thể hiện một cái gì đó để mà em có thể thuyết phục bạn gái đấm nút hẹn hò với em hay không? Nãy em nói em có nhiều tài năng lắm đó. Dạ. Dạ, bây giờ làm gì? Chắc là hát đi chị. Rồi, hát một khúc thôi. Này đến chương trình có dịp gặp em thì như anh hát tặng em một khúc. Nó là cái khúc nhạc mà anh cũng không biết tên nhưng mà nghe người ta hát rồi thích. Lần ngắm lá mùa thu, nhìn cơn mưa, cơn mưa là vàng. Lần nghe tiếng thời gian để hôn ân mơ về di vấn. Tình là chít lá thu hoàn rơi buồn rơi, tình là nhung nhớ đôi mắt em hơi ngửi. Tình là lưu liên sống trong kỷ niệm, nhẹ nhàng ôm lấy từ ngay tay trong vòng tay. Dạ rồi chị. Tôi cũng không biết bài là bài gì luôn, nhưng mà không sao, nghĩ nó có ý nghĩa là được rồi. Em có cái gì tặng ảnh không? Em hả? Muốn nói gì với anh không? Vậy thì em hãy nói cho anh bất cứ một cái điều gì đó trước khi chúng ta quyết định. Em thấy anh cũng được, nếu mà anh cảm thấy hai đứa mình hợp ấy, thì có thể tạo cơ hội cho hai người hẹn hò. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Đây là cái nút bấm hẹn hò nhé. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu chúng ta đồng ý hẹn hò để tiến tới hôn nhân thì chúng ta mới bấm nút. Còn nếu như chúng ta thấy là mình không phù hợp, có thể mình nói chuyện, mình nói chuyện vậy thôi, nhưng mà trong lòng mình cảm thấy không có rung động, không sao xuyến, đây không phải là đối tượng mình muốn tìm để tiến tới hôn nhân thì chúng ta không cần bấm. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm, nếu đồng ý bấm thật mạnh, không đồng ý lấy tay ra khỏi nút bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Trai hơi nhanh ha, mới 2 bấm rồi ha. Chớp cơ hội chứ chị. Rồi, đầu đây qua bên đây. Nắm tay nhau đi em.
Khi chúng ta đã bấm nút hẹn hò nhau rồi thì bây giờ là thủ tục một nụ hôn đầu tiên của hai bạn, và cũng là một nụ hôn đầu tiên nhân kỷ niệm ngày hôm nay, chúng ta đồng ý sẽ cùng tìm hiểu nhau. Trời ơi, gì mà sợ dữ vậy, em làm ta sợ kìa. Sao cảm thấy sao? Nó như hồi nãy chị, nhưng mà cái này nó thích hơn. Ủa, à rồi anh ảnh hết khó tính với em. Nãy chị quên hỏi. Dạ, thấy cũng ý là nhìn gương mặt thôi. À, nhìn gương mặt hơi khó tính à. Dạ. Rồi bây giờ hiện tại quê là mình ở Vĩnh Long, còn hiện tại là mình đang buôn bán ở Trà Vinh hả chị? Dạ đúng rồi, chợ Càng Long Trà Vinh. Chợ Càng Long Trà Vinh. Rồi, thì chị bán sỉ hay bán lẻ chị? Bán lẻ. Rồi điểm mạnh điểm yếu mình là gì? Mình đang ở Trà Vinh với ai? Ở với mẹ. Rồi mình chủ động mình nói đi chị. À tụi em không có hỏi tiếp tiếp tục ha. Mình chị chia sẻ tự chủ động để giúp em ha. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì chị ơi? Điểm yếu là gì? Hơi bị run trước đám đông. Yếu là hơi bị run trước đám đông. Còn điểm mạnh? Điểm mạnh thì không biết điểm mạnh. Điểm mạnh thì ví dụ như ca hát, nhảy múa, có cái tài lẻ gì được không, hay là nấu ăn được không, hay là yêu trẻ con, yêu động vật, cái gì đó, những cái điểm mạnh, những cái thế mạnh của mình. À, nấu ăn thì biết nấu, nhưng mà nêm nếm không được ngon, thích trẻ con. Rồi hát hò gì được không chị? Dạ không. Trời ơi, gái miền Tây là phải biết hát chứ. Gái miền Tây thì cũng có nhiều người chứ, đâu phải nhà cũng biết hát. Rồi không hay biết hát thì lên trên chương trình thì làm gì tặng bạn nam trên sân khấu đây? Bạn nam hát tặng mình làm gì tặng bạn? Múa phụ quả. Múa phụ quả hả? Rồi do lên trên múa phụ quả luôn. Rồi tình trường của chị như thế nào rồi? À, tình trường là mình có gia đình nhưng mà thôi cách nay là 13 năm chưa có con. Thì cũng ba năm qua cũng không hay. Hả? Rồi chị mà lý do vì sao mình đổ vỡ, chị mình ở bao nhiêu năm mà mình đổ vỡ cuộc hôn nhân này? Mới có 3 tháng rồi, tại vì vô là mai á thì không hiểu nhau á thì thôi. Rồi sau đó thì chị có tìm hiểu ai không? Thì cũng có tìm hiểu một hai người nhưng mà không đi tới đâu. Lý do gì mình sao mình tìm hiểu một hai người đó thì mình tìm hiểu bao lâu mà không đi tới đâu vậy chị? Giống như cũng vài tháng cũng như không hiểu mà không hợp nhau vậy á. Với thời gian, tính chất thời gian công chuyện, công việc á. Rồi thì em lên chương trình này em kiếm bạn nam là từ tuổi là từ 36 cho đến 45. 36 đến 45. Ví dụ như người ta cũng lỡ dở hôn nhân, ta đang nuôi con thì ok không? Dạ được chứ. Cái đó thì em cũng quan trọng. Chứ quan trọng hai người hợp nhau thôi. Rồi khi mà chương trình tìm được người cho chị thì chị có lên Sài Gòn để tham gia chương trình được không? Dạ được chứ. Rồi cái anh đó thì chị muốn là anh đó quê quán ở đâu? Ví dụ như anh đó anh đang ở trên Sài Gòn, chị có thể lên sinh sống với ảnh và buôn bán với ảnh được không? À, dạ được chứ. Dễ ta. Cái đó thì cũng dễ mà. Rồi về ngoại hình thì chị thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Nói chung là cũng không quyết định, nói chung là biết nấu ăn. Trung thể thì trưởng thành á, dạ như trưởng thành thì giúp vợ con vậy đó. Nói chung phụ giúp vợ con. Ngoại hình thì nói chung là nói về nhan sắc á thì nói nhìn thì cũng được, hoặc là không đẹp nhưng mà có gì thì cũng được. Rồi nhưng mà bây giờ nha, ngoại hình nhìn cũng được, nhìn cái gì cũng được, kể em nghe coi.
thì nha nha thì như mặt nhìn cũng được chứ, nhìn nếu mà không đẹp mà có duyên thì cũng được. Mình mô tả ngoại hình là cũng của em là gương mặt nha, gương mặt đúng không, ngoại hình mập mạp rồi cái ao bắt 1m7 là được. Chị cao mét mấy mà chị đòi cao 1m7? 1m58. 1m58 thì ta 1m65 được rồi, từ 36 đến 45 tuổi. Dạ. Cao được 1m7 đó, mày nói thật luôn á. Thì tôi chỉ là vậy thôi, nhưng mà nếu mà gặp thì nếu mà thấy ưng ý là chiều cao nha, sắc là không quan trọng nữa. Ừ. Rồi. Quê quán thì không trọng ở đâu luôn đúng không? Quê quán thì nếu mà ở trong miền Tây luôn được, mấy tỉnh Tây luôn được cũng được. Ừ. Còn Sài Gòn đổ. Nhưng quê quán là từ Đà Lạt từ đổ vào á. Từ đâu? Từ đâu? Đà Lạt trở vào. Đà Lạt trở vào. Ok. Từ Đà Lạt. Đà Lạt hay Đà Nẵng? Đà Lạt. Ừ rồi, Đà Lạt về miền Tây rồi. Còn gì nữa không? Chị cần nhu cầu gì nữa không? Dạ thì chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra nữa hả? Rồi, chị suy nghĩ đi ha. Rồi. Dạ rồi. Chị ha. Rồi, buổi casting ngày hôm nay đến đây kết thúc rồi chị ha. Có gì thì chương trình sẽ liên hệ lại. Dạ. Giờ chị tắt cuộc gọi rồi giúp em nha. Bấm nút đỏ á. Rồi, cảm ơn chị. Nhất như là tên tuổi này, nghề nghiệp hiện tại cũng như là quê quán của mình này. Rồi mời chị ạ. Nghe bên đó nói nhỏ quá mà nó không có nghe. Dạ chị ơi, giờ mình chủ động chia sẻ bản thân giúp bên em nha, là mình họ tên gì, sinh năm bao nhiêu, hiện tại đang ở đâu, làm công việc gì nha chị. Mình cứ chủ động nói chuyện nha chị. Rồi. Dạ. Mình tên là Lưu Thị Hồng Đào. Mình sinh năm 1983. Mình đang công tác tại một trường mầm non ở quận 7. Dạ, công tác tại trường mầm non là mình là giáo viên mầm non hay là làm gì ạ chị? Cụ thể ạ? Chị có nghe rõ em nói không nhỉ? Nhưng mà rất là nhỏ, có câu được không? Hiện tại mình đang làm ở trường mầm non, là mình làm vị trí gì ạ? Mình là giáo viên mầm non. À, là giáo viên mầm non. Vâng. Mình là người Sài Gòn luôn hả chị? Hiện tại thì mình đang ở đâu? Mình là ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Quận 7 luôn. Rồi. Chia sẻ giúp em về nhiều hơn về bản thân đi nào. Để tính cách của mình này. Bạn có thể nói lại Chị chủ động chia sẻ giúp em nhiều hơn về bản thân được không ạ? Về tính cách của mình này, mọi người nghĩ mình là người như thế nào, ưu nhược điểm của mình là gì? Mình là người mà cũng không có năng động lắm, không có hoạt bát lắm. Rồi, trong tình yêu thì mình là người như thế nào? Mình chia sẻ cho em về cái câu chuyện tình yêu của mình được không? Tình trường của mình như thế nào? Mình đã có gia đình nhà. Mình đã ly hôn được 10 năm rồi. Mình có hiện có một bé trai là 6 tuổi rồi. Thì đó đến nay thì mình cũng có một năm gia đình mà cũng thôi.
lý do chia tay, vì sao mình lại lý do mình đổ vỡ hôn nhân là chị là gì hả chị? À, cái hôn nhân mình là có mình hôm nay là do là cũng hợp với ông xã, quản lý là do ông xã cũng khỏe, quá khỏe. Có những cái mình không có đáp ứng được á, thì gia trưởng quá là như thế nào hả chị? Áp đặt hay là anh chính bên mình có nhà nhau bên gia đình nhau không có được, mỗi lần mà sinh viên đi về rất là khó khăn. Mình thấy gì đấy cũng thấy là sống cùng nhau nó cũng không được. Tục quá mẹ ơi, sao đi sao đấy. Vậy thì bây giờ mình có nhu cầu tìm bạn nam như thế nào ạ? Bạn nam là từ 40 trở lên, lớn hơn mình là được. Quay đến nơi tổng thì có công việc xíu, mà nếu làm bên tổng tốt thì cách bên tổng thì chuyện chạc hơn là như biết cách cư xử á. Thu nhập thì thế nào hả chị? Thu nhập thì có công việc ổn định là được, không cao lắm vì mình đi làm có thu nhập. Rồi còn chiều cao hay là quê quán của bạn nam có gì mình cần phải lưu ý không? Bạn nam theo đạo có được không? À mình thì nếu mà bạn nam thì bên đạo Phật càng tốt, tại vì mình làm ở cái bên nhà nước á, thì mình các bạn mình bên đạo Phật khó khăn mình nước. Còn cái phần chiều cao và quê quán thì mình không quan tâm. Rồi ok ạ. Rồi cảm ơn chị là em đã chương trình đã nhận thông tin của mình này. Thì nếu mà mình vượt qua cái vòng casting đầu tiên này thì sẽ có biên tập làm việc cụ thể về nội dung với mình ở vòng 2 và hẹn mình và tìm cho mình người phù hợp nha chị. Rồi cảm ơn chị ạ. Cảm ơn các bạn. Ủa anh để đâu? Anh để vali đâu? Lên xe anh sao có chỗ để? Và nghề nghiệp hiện tại cũng như là tính cách của mình rồi chủ động chia sẻ nha chị. Vâng ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Yến ạ. Tên đầy đủ là Nguyễn Thị Yến. Em sinh ngày 23 tháng 11 năm 1985. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống tại Hưng Yên ạ. Em ở ngoài Bắc. Và công việc của em là làm ngành spa ạ. Ở Hưng Yên ạ. Ở Hưng Yên mà bây giờ chương trình ghi hình ở Sài Gòn thì có bay vào để ghi hình được không? Ở trong Sài Gòn thì em có thể vào được ạ. Rồi, chia sẻ về nhiều hôm thì bản thân này là điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Mình có sở trường gì không? Em sở thích của em thì em rất là thích làm đẹp cho người khác ạ. Và điểm yếu của em thì em hay khóc. Hay không? Hay khóc qua hay khóc như thế nào? Nghĩa là kiểu em hay kiểu cứ có một cái chuyện gì đó mà nói chung là buồn một xíu là em cũng khóc, hay tủi thân ý, hay khóc. Rồi, chết. Đúng thế à? Giờ lên sân khấu mà run cũng khóc. Chết dở rồi này. Chắc là không đến nỗi như thế đâu ạ. Rồi, em rất là hoạt động. Rất là hòa đồng và sống cũng biết quan tâm đến người khác. 85, sinh năm 85 là mình đã từng kết hôn lần nào chưa nhỉ? Em thì cũng đã từng em cũng kết hôn một lần rồi ạ. Và hiện tại thì em đang ly hôn được 5 năm rồi. Vì sao mình lại ly hôn? Lý do ly hôn là mình có bé nào chưa? Em có em bé rồi. Em có ba em bé gái rồi, thì hiện tại thì em đang nuôi một em bé. Thì thực ra chuyện ly hôn thì cũng... Em kia thì ở với ai vậy chị? Dạ? Chị có ba em, một bé hai bé ở với bố.
mình ly hôn sau một thời gian thì kiểu lúc đấy gia đình cũng kiểu mình cũng bị kiểu như là khủng hoảng quá ấy. Xong cũng gia đình cũng đón về, xong rồi cho đi nước ngoài 3 năm, mình mới về nước được 1 năm. Mình đi nước ngoài là mình đi đâu? Em đi Nhật ạ. Rồi. Trong cái khoảng thời gian này thì mình có quen thêm ai không? Có, khi mà bên Nhật thì em về em cũng quen một ở bên Nhật ít thì em cũng có yêu một người, yêu trên mạng thôi, không gặp nhau bao giờ. Thì khi mà gần về nước, lúc đấy là thời điểm dịch thì mình cũng có chuẩn bị về nước, nhưng mà vì dịch không về được nên là anh đấy có quen một người khác và yêu người khác ấy. Đến lúc đó về thì mình cũng anh lúc về nước thì họ cũng muốn quay lại, nhưng mà lúc thời điểm đó thì mình không muốn quay lại. Thì cũng có một bạn đến và yêu đến tháng đúng đến Tết thì bắt đầu chia tay vì anh ấy có gia đình rồi ấy, mình chia tay. Rồi lý do vì sao mà mình ly hôn, mình chia sẻ lại cho chương trình này là mà ly hôn có vẻ là không êm đẹp lắm đúng không? Sau đấy thì ly hôn thì đổ lỗi thì bây giờ cũng chẳng biết đổ lỗi cho ai, nhưng mà như chính là do mình chồng mình ngoại tình ấy, thì ngoại tình rất là nhiều lần, và lần cuối cùng đó là cái lần mà ngủ với cả em dâu của mình ấy, thì vợ chồng mình chia tay. Uyên ơi, biên tập Uyên ơi, hơi khó nghe chị ạ. Hơi khó nghe ạ. Alo, có nghe chưa mọi người ơi? Rồi, ok ạ. Cho em hỏi xíu hả chị ha. Thường là ví dụ như ba mà như vậy rồi, thì ví dụ như thường mẹ là mẹ sẽ bắt con hết. Nhưng mà tại sao là em thấy chị bắt có một bạn thôi, còn hai bạn đó là hai bạn lớn hả? Mình chia tay ấy, thì là có em thấy em ta là mới có mấy tháng của bạn. Thì lúc đó mình cũng có ý định là đón hai bé về, tại vì bé lớn là chủ động một cùng với bố. Thì lúc đấy em đi và hỏi thì em bé không muốn ở với bố. Thì khi mà mình muốn đón em bé thứ hai về cùng ở ấy, thì là kiểu như là em bé đấy mới bắt đầu vào lớp 1, thì bố em bé có nói là bây giờ công việc của mình chưa ổn định thì để bố nuôi em bé, xong rồi bố nuôi em bé xong bao giờ mình có điều kiện thì mình sẽ đón em sau. Thì lúc đấy mọi người cũng khuyên mình là lên nuôi một bé thôi. Thì lúc đấy mình kể về nhà cửa, lúc đấy mình cũng chưa có ấy, xong rồi con cái thì vẫn còn nhỏ, em bé quá nhỏ luôn. Thì là đó là lý do mà mình nuôi một bé là như vậy. Còn hiện tại thì sao rồi, chị về nước được bao lâu rồi? Mình về từ tháng 6 năm ngoái, hiện tại là về được 1 năm, tính ra là được 1 năm rồi. Thì là hiện tại là mình có nhà cửa này kia chưa, và dự định khi nào mình rước bé về không hay là như thế nào? Đợt trước thì nhà cửa hiện tại thì mình cũng chưa có nhà cửa, mình vẫn đang đi thuê để làm spa thôi. Thì em bé thứ hai cũng muốn là về với mình ấy, thì lúc đó thì mình cũng nói chuyện với bố, thì bố bảo là cứ tòa theo tòa mà giải quyết, cũng có nghĩa là cũng chưa có ý định đưa để cho mình đón em bé thứ hai về ấy. Với cả bảo mình là bây giờ đang hai chị em đang ở như vậy mà mình lại tách em bé ra thì tội cho hai đứa ấy, nên là bảo mình là suy nghĩ lại. Rồi ok. Rồi khi mà chị mẫu người mà chị muốn sắp tới thì như thế nào? Và ví dụ như anh cũng trong hoàn cảnh với chị, ví dụ như cũng đã ly hôn cũng nên nuôi con thì là sao? Thực ra thì mình cũng rất là muốn tìm hiểu một người. Trước kia thì mình cũng không có suy nghĩ là sẽ đi bước nữa đâu. Nhưng mà kiểu nhiều người cũng bảo là mình ở vậy như vậy thì cũng không được, vì là con cái sau này cũng trưởng thành, cũng đi lấy chồng ấy, thì cũng nên phải đi bước nữa để sau này cuộc sống vợ chồng nhờ nhau ấy. Tại vì mẹ thì cũng một ngày một già đi. Lúc đó mình mới về nước cũng tập trung vào làm ăn luôn, cũng chưa có ý định lấy chồng. Thì bây giờ công việc ổn ổn một chút rồi thì cũng muốn tìm hiểu một ai đó, thì phải là một người mong muốn của mình sẽ là một người thật sự là họ phải chín chắn một chút, phải có nghĩa là cũng cùng hoàn cảnh như mình ấy, thì họ có thể hiểu được và thông cảm cho mình. Cùng hoàn cảnh rồi là cũng đang nuôi bé luôn.
có bé được không sao cả, vấn đề đó thì không ảnh hưởng gì cả. Rồi về ngoại hình thì sao chị? Chị cứ ngoại hình thì vẫn là cũng phải nhìn, cũng phải ưa nhìn một chút đi. Ưa nhìn là ưa nhìn như thế nào chị? Chị cho em cái cụ thể đi. Ví dụ như chị thích mẫu người như thế nào cho tụi em ưa nhìn, với tụi em khác với ưa nhìn của chị. Nên mình không có thể nào mà có gu nhất định cho em để em còn nhìn vô, nhìn bằng mắt á thì em mới thấy được là cái anh đó mới phù hợp với chị. Chứ mà nói chung chung quá thì tụi em đâu có tìm được đâu. Có nghĩa là nhìn anh ấy cũng phải cao to một chút, nhìn cũng phải đứng đắn một chút chứ không... Nói chung mình không thích những người tính trẻ con ấy. Nhìn chững chạc đứng đắn một chút. Rồi còn chiều cao thì như nào hả chị? Chiều cao thì nói chung là cũng phải ngoài 1m7 trở ra. Trên 1m7. Quê quán thì có nhất thiết là mình phải ở gần, là ở cùng Hưng Yên không hay là thế nào? Quê quán thì nói chung là cái này thì cũng nếu mà phù hợp thì ở đâu cũng mình cũng có thể, mình cũng không thể lựa chọn được là người cùng quê hay là gì đó. Có nghĩa cái đấy thế này là em hỏi thật, ví dụ là bây giờ em ghép cho chị một anh ở tận trong miền Nam thì có ok không? Nếu mà được ở ngoài Bắc này thì tốt hơn ý. Rồi ok chị, thì bọn chương trình bọn em là đã nắm thông tin của mình rồi này. Thì hôm nay cũng chỉ là cái buổi casting đầu tiên thôi. Khi mà chương trình đã tìm được người phù hợp với mình rồi thì sẽ có một biên tập liên hệ với mình để làm nội dung cụ thể nha chị nha. Vâng. Rồi cảm ơn chị hôm nay tham gia casting của chương trình nha. Vâng, em cảm ơn các chị ạ.